Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 22. Trong 3 năm, Syria và Israel không có giặc. Năm thứ 3, Josaphat vua Juda đi đến cùng vua Israel. Vua Israel nói với tôi tớ mình rằng: các ngươi há chẳng biết rằng Ramoth trong Galaad thuộc về chúng ta sao? Chúng ta lại làm thinh chẳng rứt nó khỏi tay vua Syria sao? Đoạn người nói với Josaphat rằng: vua muốn đến cùng ta đặng đánh lấy Ramoth trong Galaad chăng? Josaphat đáp với vua Israel rằng: tôi như ông, dân sự tôi như dân sự ông, và ngựa tôi như ngựa của ông. Song Josaphat nói với vua Israel rằng: tôi xin ông phải cầu vấn Đức Giê-hô-va trước đã. Vậy vua Israel nhóm các tiên tri lại số 400 người mà hỏi rằng: ta có nên đi đánh Ramoth tại Galaad hay là chẳng nên đi? Chúng đáp rằng: hãy đi lên, Chúa sẽ phó nó vào tay vua. Nhưng Josaphat tiếp rằng: ở đây còn có đấng tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va để chúng ta cầu vấn người ấy chăng? Vua Israel đáp với Josaphat rằng: còn có một người tên là Mi-chê, con trai của Diêm-la. Nhờ người ấy ta có thể cầu vấn Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi ghét người, vì người chẳng nói tiên tri lành về tôi, bèn là giữ đó thôi. Josaphat nói rằng: xin vua chớ nói như vậy. Vua Israel bèn đòi một hoạn quan mà bảo rằng: hãy lập tức mời Mi-chê, con trai Diêm-la đến. Vả vua Israel và Josaphat, vua Juda, mỗi người đều mặc đồ triều phục, đang ngồi trên một cái ngai tại trong sân đạp lúa nơi cửa thành Samari, và hết thảy tiên tri nói tiên tri trước mặt hai vua. Sê-đê-kia, con trai Kenana, làm lấy những sừng bằng sắt và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: với các sừng này, ngươi sẽ bán dân Syri cho đến khi diệt hết chúng nó. Và hết thảy tiên tri đều nói một cách mà rằng: hãy đi lên Ramoth trong Galaad, vua sẽ được thắng, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua. Vả sứ giả đã đi mời Mi-chê, nói cùng người rằng: những tiên tri đều đồng lòng báo cáo sự lành cho vua. Tôi xin ông cũng hãy lấy lời như lời của họ mà báo cáo điều lành. Nhưng Mi-chê đáp rằng: ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ta sẽ báo cáo điều gì Đức Giê-hô-va phán dặn ta. Khi người đã đến cùng vua, vua bèn hỏi rằng: hỡi Mi-chê, chúng ta có nên đi hãm đánh Ramoth trong Galaad hay là chẳng nên đi? Mi-chê đáp: hãy đi, vua sẽ được thắng, Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua. Nhưng vua nói với người rằng: biết bao lần ta đã lấy lời thề buộc ngươi, chỉ khá nói chân thật với ta nhân danh Đức Giê-hô-va. Bây giờ Mi-chê đáp rằng: tôi thấy cả Israel bị tản lạc trên các núi như bầy chiên không có người chăn. Và Đức Giê-hô-va phán rằng: những kẻ ấy không có chủ, ai nấy khá trở về nhà mình bình yên. Vua Israel nói cùng Josaphat rằng: tôi há chẳng có nói với vua rằng người chẳng nói tiên tri lành về việc tôi, bèn là nói tiên tri dữ sao? Mi-chê lại tiếp: vậy hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Tôi thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi Ngài, và cả cơ binh trên trời đứng chầu Ngài bên hữu và bên tả. Đức Giê-hô-va phán hỏi: ai sẽ đi dụ A-háp để người đi lên Ramoth trong Galaad và ngã chết tại đó? Người trả lời cách này, kẻ trả lời cách khác. Bây giờ có một thần ra đứng trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: tôi sẽ đi dụ người. Đức Giê-hô-va phán hỏi thần rằng: dụ cách nào? Thần thưa lại rằng: tôi sẽ đi và làm một thần nói dối trong miệng những tiên tri của người. Đức Giê-hô-va phán rằng: phải, ngươi sẽ dụ người được. Hãy đi và làm như ngươi đã nói.
Vậy bây giờ, kìa, Đức Giê-hô-va đã đặt một thần nói dối trong miệng các tiên tri vua, và Đức Giê-hô-va đã phán sự dữ cho vua. Bây giờ Sê-đê-kia, con trai của Kê-na-na, đến gần Mi-chê, vả vào má người mà rằng: Thần của Đức Giê-hô-va có do đường nào lìa khỏi ta đặng đến nói với ngươi? Mi-chê đáp: Trong ngày ngươi chạy từ phòng này đến phòng kia đặng ẩn lánh, thì sẽ biết điều đó. Vua Israel truyền lệnh rằng: Hãy bắt Mi-chê, dẫn đến cho A-môn quan cai thành, và cho Giô-ách, con trai của vua, rồi hãy nói rằng: Vua bảo như vậy, hãy bỏ tù người này, lấy bánh và nước khổ nạn mà nuôi nó, cho đến khi ta trở về bình an. Mi-chê tiếp rằng: Nếu vua trở về bình an, thì Đức Giê-hô-va không cậy tôi phán. Người lại nói: Hỡi chúng dân, các ngươi khá nghe ta. Vậy vua Israel đi lên Ramoth trong Gala-át với Giô-sa-phát vua Giu-đa. Vua Israel nói cùng Giô-sa-phát rằng: Tôi sẽ giả dạng ăn mặc rồi ra trận, còn vua hãy mặc áo của vua. Như vậy vua Israel ăn mặc giả dạng mà ra trận. Và vua Syri đã truyền lệnh cho 32 quan coi xe mình rằng: Các ngươi chớ áp đánh ai bất kỳ lớn hay nhỏ, nhưng chỉ một mình vua Israel mà thôi. Vậy khi các quan coi xe thấy Giô-sa-phát thì nói rằng: Ấy quả thật là vua Israel. Chúng bèn đến gần người đặng áp đánh, nhưng Giô-sa-phát kêu la lên. Khi các quan coi xe thấy chẳng phải vua Israel thì thối lại, không đuổi theo nữa. Bây giờ có một người tình cờ giương cung bắn vua Israel, trúng nhầm người nơi giáp đâu lại. Vua nói cùng cả đánh xe mình rằng: Hãy quay cương lại, dẫn ta ra ngoài hàng quân, vì ta bị thương nặng. Nhưng trong ngày đó thế trận thêm dữ dội. Có người nâng đỡ vua đứng trong xe mình đối địch dân Syri. Đến chiều tối, vua chết, huyết của vết thương người chảy xuống trong lòng xe. Lối chiều, trong hàng quân có ra truyền rằng: Ai nấy hãy trở về thành mình, xứ mình. Vua băng hà là như vậy. Người ta đem thây vua về Samari và chôn tại đó. Người ta rửa xe người tại trong ao Samari, là nơi những bợm buôn hương tắm, và có những chó liếm máu người y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Các chuyện khác của Ahab, những công việc người làm, cái đền bằng ngà người cất và các thành người xây, đều chép trong sử ký về các vua Israel. Vậy Ahab an giấc cùng tổ phụ mình, và Achasia con trai người kế vị người. Năm thứ tư đời Ahab vua Israel, thì Giô-sa-phát con trai Asa lên ngôi làm vua Giu-đa. Giô-sa-phát lên ngôi tuổi được 35, người cai trị 25 năm tại Jerusalem. Tên của mẹ người là Asuba, con gái của Si-chi. Người đi theo đường của Asa cha người, chẳng xây bỏ đi, song làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng người không trừ bỏ các nơi cao, dân sự còn tế lễ và đốt hương tại trên các nơi cao. Giô-sa-phát và vua Israel ở hòa hảo với nhau. Các chuyện khác của Giô-sa-phát, dõng lực người, những giặc giả người, đều đã chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Người trừ diệt những bợm vĩ gian còn lại trong xứ từ đời A-sa cha mình. Bây giờ dân Ê-đôm không có vua, có một quan trấn thủ cai trị. Giô-sa-phát đóng một đoàn tàu Ta-rê-si đặng đi Ô-phia chở vàng, nhưng không đi đến đó được, bởi vì tàu vỡ ra tại Ê-si-ôn-gê-be. A-cha-sia con trai của A-háp nói với Giô-sa-phát rằng: Hãy cho phép các đầy tớ ta đi tàu với các đầy tớ ông. Nhưng Giô-sa-phát không chịu. Giô-sa-phát an giấc với tổ phụ mình, được chôn với họ trong thành David cha người, và Giô-ram con trai người kế vị người. Năm thứ bảy đời Giô-sa-phát vua Giu-đa, thì A-cha-sia con trai A-háp lên ngôi làm vua Israel tại Samari và cai trị 2 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo con đường của cha và mẹ mình,
cùng theo đường của Jeroboam con trai của Nebat, là người xui cho Israel phạm tội. Người hầu việc ba anh và thờ lại nó, chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, cứ theo mọi sự cha người đã làm. Chương 6. Rồi đó, Đức Chúa Giê-xu qua bờ bên kia biển Galilê, là biển Tiberias. Một đoàn dân đông theo Ngài vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Giê-xu lên trên núi ngồi đó với môn đồ. Vả, lễ vừa qua là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Phi-líp rằng: chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn? Ngài phán điều đó đặng thử Phi-líp, chứ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Phi-líp thưa rằng: 200 đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn đồ là Anh-rê em của Simon Phi-e-rơ thưa rằng: đây có một đứa con trai, có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá. Nhưng đông người giường này thì ngần ấy có thấm vào đâu? Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5.000. Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi. Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: hãy lượm những miếng còn thừa hầu cho không mất chút nào. Vậy môn đồ lượm những miếng thừa của 5 cái bánh mạch nha sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giê-xu đã làm thì nói rằng: người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Đến chiều, môn đồ xuống nơi bờ biển và vào trong một chiếc thuyền sang thẳng bờ bên kia hướng về thành Capernaum. Trời chợt tối mà Đức Chúa Giê-xu còn chưa đến cùng các môn đồ. Gió thổi ào ào đến nỗi biển động dữ dội. Khi các môn đồ đã chèo ra độ chừng 25 hay là 30 hectare, thấy Đức Chúa Giê-xu đi trên mặt biển gần tới chiếc thuyền thì sợ hãi. Nhưng Ngài phán rằng: ấy là ta đây, đừng sợ chi. Bây giờ môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền, tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi định đi. Đoàn dân ở bờ biển bên kia đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Chúa Giê-xu không vào thuyền với môn đồ Ngài, chỉ một mình môn đồ đi mà thôi. Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Tiberias lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi. Đoàn dân thấy Đức Chúa Giê-xu không ở đó, môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Capernaum để tìm Đức Chúa Giê-xu. Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng: lạy Thầy, Thầy đến đây bao giờ? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi. Các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Chúng thưa rằng: chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Chúng bèn nói rằng: thế thì Thầy làm phép lạ gì để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng ta đã ăn mana trong đồng vắng, theo như lời chép rằng Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu, nhưng cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống ban sự sống cho thế gian. Chúng thưa rằng: lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng ta đã nói, các ngươi đã thấy ta mà chẳng tin. Phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta. Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta,
nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Và ý muốn của đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi Ngài sau rốt. Đây là ý muốn của Cha ta. Phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi Ngài sau rốt. Nhưng vì Ngài đã phán ta là bánh từ trên trời xuống, nên các người Giu-đa lầm bầm về Ngài mà rằng: ấy chẳng phải là Giê-xu con của Giô-sép mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy thế nào người nói được rằng ta đã từ trên trời mà xuống? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: các ngươi chớ lầm bầm với nhau. Ví bằng cha là đấng sai ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Các sách tiên tri có chép rằng: ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy cha, trừ ra đấng từ Đức Chúa Trời mà đến, đấng ấy đã thấy cha. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Bởi đó các người Giu-đa cãi lẽ với nhau mà rằng: lẽ nào người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Nơi ngày sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại, vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Như cha là đấng hằng sống đã sai ta đến và ta sống bởi cha, cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đức Chúa Giê-xu phán những điều đó lúc dạy dỗ trong nhà hội tại thành Ca-bê-na-um. Có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng: lời này thật khó, ai nghe được? Nhưng Đức Chúa Giê-xu tự mình biết môn đồ lầm bầm về việc đó, bèn phán rằng: điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Vậy nếu các ngươi thấy con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thế nào? Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Giê-xu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng: chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng, nếu cha chẳng ban cho thì chẳng ai tới cùng ta được. Từ lúc ấy có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giê-xu phán cùng 12 sứ đồ rằng: còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỷ. Và Ngài nói về Giu-đa con Simon Iscariot, vì chính hắn là một trong 12 sứ đồ, sau sẽ phản Ngài. Chương 7. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê. Ngài không ưng đi trong xứ Giu-đê, bởi dân Giu-đa vẫn tìm phương giết Ngài. Và ngày lễ của dân Giu-đa gọi là lễ liều tạm gần đến. Anh em Ngài nói rằng: hãy đi khỏi đây và qua xứ Giu-đê, để cho các môn đồ cũng được xem công việc Thầy làm. Khi nào người ta muốn tỏ mình ra thì không ai làm kín giấu việc gì. Vì Thầy làm những sự đó hãy tỏ mình cho thiên hạ. Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán cùng anh em rằng: thì giờ ta chưa đến, còn về các ngươi thì giờ được tiện luôn luôn. Thế gian chẳng ghét các ngươi được, nhưng ghét ta, vì ta làm chứng này về họ rằng công việc họ là ác. Các ngươi hãy lên dự lễ này,
còn ta chưa lên dự lễ đó vì thì giờ ta chưa tròn. Ngài nói xong, cứ ở lại xứ Galilee. Lúc anh em Ngài đã lên dự lễ rồi, thì Ngài cũng lên, nhưng đi cách kín giấu không tố lộ. Vậy các người Giu-đa tìm Ngài trong ngày lễ và nói rằng, nào, người ở đâu? Trong đám đông có tiếng xôn xao bàn về Ngài. Người thì nói, ấy là một người lành. Kẻ thì nói, không phải, người phỉnh dỗ dân chúng. Song chẳng ai dám nói về Ngài tỏ tường vì sợ dân Giu-đa. Giữa kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu lên đền thờ dạy dỗ. Các người Giu-đa sững sờ mà nói rằng, người này chưa từng học, làm sao biết được Kinh Thánh? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta, có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh hiển riêng mình. Nhưng kẻ tìm vinh hiển của Đấng đã sai mình đến mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Môi-se há chẳng ban luật pháp cho các ngươi sao? Mà trong các ngươi không có một ai tuân theo luật pháp, cớ sao các ngươi kiếm thế giết ta? Dân chúng trả lời rằng, ngươi bị quỷ ám, nào ai là người tìm thế giết ngươi? Chúa Giê-xu đáp lại rằng, ta đã làm một việc, các ngươi thảy đều lấy làm lạ. Môi-se đã truyền phép cắt bì cho các ngươi. Phép đó không phải bởi Môi-se nhưng bởi tổ tông, và các ngươi làm phép cắt bì cho người đàn ông trong ngày Sa-bát. Nếu người đàn ông chịu phép cắt bì ngày Sa-bát cho khỏi phạm luật pháp Môi-se, thì sao ta chữa cho cả mình người bệnh được lành trong ngày Sa-bát mà các ngươi lại nổi giận? Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Có mấy kẻ trong dân thành Jerusalem nói rằng, đó có phải là người mà người ta tìm giết chăng? Kìa, người nói tự do mà không ai nói chi người hết. Dễ thường các quan đã nhận thật người là Đấng Christ. Thế mà chúng ta biết người này từ đâu lại, song khi Đấng Christ sẽ đến thì không ai biết Ngài từ đâu đến. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu đang dạy trong đền thờ thì kêu lên rằng, các ngươi quen ta, các ngươi biết ta từ đâu lại. Ta đã đến chẳng phải tự ta, nhưng Đấng đã sai ta đến là thật, mà các ngươi không biết Ngài. Ta thì biết Ngài, vì ta từ Ngài đến và Ngài là Đấng đã sai ta đến. Vậy họ kiếm thế bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài vì giờ Ngài chưa đến. Song trong vòng dân chúng nhiều kẻ tin Ngài nói rằng, khi Đấng Christ đến sẽ có làm nhiều phép lạ hơn người này đã làm chăng? Người Pharisee nghe lời đoàn dân nghị luận về Ngài, thì mấy thầy tế lễ cả đồng tình với họ cắt lính đi bắt Ngài. Chúa Giê-xu bèn phán rằng, ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa, rồi ta đi về cùng Đấng sai ta đến. Các ngươi sẽ kiếm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở các ngươi không thể đến được. Các người Giu-đa nói với nhau rằng, thế thì người sẽ đi đâu mà ta không tìm được? Có phải người sẽ đi đến cùng những kẻ lưu lạc trong dân Grec và dạy dân Grec chăng? Người đã nói rằng các ngươi sẽ tìm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở các ngươi không thể đến được, ấy là nghĩa làm sao? Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giê-xu chưa được vinh hiển. Trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó thì nói, người này thật là Đấng Tiên Tri. Người khác thì nói, ấy là Đấng Christ. Người khác nữa lại nói, Đấng Christ há từ Galilee mà đến sao? Kinh Thánh há chẳng nói rằng Đấng Christ phải ra từ dòng dõi vua David, làng Bethlehem là làng vua David sao? Vậy dân chúng cãi lẽ nhau về Ngài. Có mấy kẻ trong đám dân muốn bắt Ngài, nhưng không ai đặt tay trên mình Ngài. Vậy bọn lính trở về cùng các thầy tế lễ cả và các người Pharisee. Những người này hỏi họ rằng, sao các ngươi không điệu người đến? Bọn lính thưa rằng, chẳng hề có người nào đã nói như người này. Những người Pharisee nói rằng, các ngươi cũng đã bị phỉnh dỗ sao? Có một người nào trong các quan hay là trong những người Pharisee tin đến người đó chăng?
song lũ dân này không biết luật chi cả, thật là dân đáng rủa. Nicodem là người trước có đến cùng Đức Chúa Giêsu và là một người trong đám họ nói rằng: luật chúng ta há bắt tội một người nào chưa tra hỏi đến và chưa biết điều người ấy đã làm hay sao? Họ trả lời rằng: ngươi cũng là người Galilê sao? Ngươi hãy tra xét sẽ thấy rằng chẳng có tiên tri nào từ xứ Galilê mà ra hết. Ai nấy đều trở về nhà mình. Thi Thiên 113. Hallelujah! Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vượt cao hơn các dân, sự vinh hiển Ngài cao hơn các tầng trời. Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngôi Ngài ở trên cao, Ngài hạ mình xuống đặng xem xét trời và đất. Ngài nâng đỡ người khốn cùng lên khỏi bụi tro, cất kẻ thiếu thốn khỏi đống phân, đặng để người ngồi chung với các quan trưởng, tức với các quan trưởng của dân sự Ngài. Ngài khiến đàn bà son sẻ ở trong nhà, làm mẹ vui vẻ của những con cái. Hallelujah! Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.